Xin kính chào quý khán thính giả đã trở lại với chương trình hôm nay. Trong bản tin đêm hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị một thông tin quan trọng mà trên nhiều báo chí, cả trong lẫn ngoài nước không mấy quan tâm. Đó là sự kiện Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện ra một ổ gián điệp, những người làm việc để do thám Việt Nam. Một nguồn tin ít được nhiều người chia sẻ. Báo Infonet có bài 38 người Trung Quốc thuê nguyên khách sạn, dùng 55 máy tính làm việc để do thám thu thập dữ liệu của Việt Nam và gửi cho Trung Quốc. Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2018, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xác nhận đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ mục đích của 38 người Trung Quốc sử dụng 55 máy tính để làm việc tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, lúc 14 giờ ngày 22 tháng 11, Công an quận tiến hành kiểm tra và phát hiện tại tầng 7 của khách sạn Beach Light có 38 người nước ngoài đang sử dụng 55 máy tính làm việc, trong đó có 37 người nhập cảnh với mục đích du lịch, một người nhập cảnh với mục đích kinh doanh. Theo xác nhận của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, toàn bộ số người nước ngoài này đều mang quốc tịch Trung Quốc. Theo thông tin do ông Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1987, quản lý khách sạn Beach Light, cung cấp cho Công an quận Ngũ Hành Sơn, thì số người Trung Quốc này thuê trọn gói toàn bộ các phòng của khách sạn để sử dụng và toàn quyền sử dụng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã báo cáo và phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an, tiến hành đột nhập kiểm tra, giám định và làm việc với các đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng không hợp tác trong việc lấy lời khai và tỏ ra rất chuyên nghiệp trong vụ việc kháng cự lại những người an ninh Việt Nam. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, hiện 38 người Trung Quốc nêu trên vẫn đang lưu trú tại khách sạn Beach Light. Tuy nhiên, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tạm giữ hộ chiếu của các đối tượng này, lập biên bản vụ việc, niêm phong phòng đặt máy tính và phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Sáng ngày 25 tháng 11, phóng viên của báo Infonet đã tìm đến khách sạn Beach Light nằm trên lô đất số 08 và 09, đường Hoàng Công Chất, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Xung quanh khu vực này có cây mọc um tùm, hầu như chưa có dân cư sinh sống mà chỉ có một vài nhà đang xây hoặc đang đóng cửa chờ cho thuê. Mặc dù nằm khá biệt lập như vậy và mặc dù đang là ngày Chủ nhật, trời Đà Nẵng lại mưa tầm tã, nhưng trước khách sạn này vẫn có tới 7 chiếc ô tô cùng hàng chục chiếc xe máy mang biển số của nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Tĩnh đang đầu đổ. Theo quan sát của phóng viên Infonet, tuy chỉ nằm trên đường nhỏ 5,5m, nhưng khách sạn Beach Light lại ở vị trí khá đắc địa. Chỉ dăm chục bước chân là đến các trục đường lớn ven biển Đà Nẵng như đường Nguyễn Viện, Minh Mạng, Võ Nguyên Giáp. Khi nhóm phóng viên của chúng tôi muốn tiếp cận nơi đây, thì lực lượng Công an Việt Nam vẫn đang tiếp tục tiến hành các công việc của mình liên quan đến việc lấy lời khai. Nhưng một cán bộ cho biết, những đối tượng ở đây tỏ ra rất cứng đầu, không chịu khai báo với lý do không hiểu tiếng địa phương. Qua điều tra, chúng tôi nhận thấy xe từ các nơi khác tập trung đổ về, dường như nơi đây đã trở thành tổng hành dinh của việc hoạt động này. Việc thuê trọn một khách sạn và hoàn toàn làm chủ cả không gian bên trên, cùng với việc sử dụng 55 máy tính trong một phòng làm việc chung như vậy, chứng tỏ có một sự kết hợp để lấy những thông tin cần thiết, theo như một tiết lộ của một quan chức ngành trong Bộ Công an cho biết, đây rất có thể là một âm mưu tấn công vào mạng của Việt Nam, thao túng lũng đoạn tất cả các mạng xã hội, chuẩn bị cho một cuộc chiến trên không gian mạng. Và rất có thể Việt Nam trở thành một lực lượng nơi đó các hacker của Trung Quốc sẽ tấn công phủ đầu. Và rất có thể Đà Nẵng được cho là điểm thuận lợi nhất
cho các hacker của Trung Quốc tập trung để khai thác hạ tầng cơ sở dữ liệu nơi đây. Cũng cần phải nhắc lại rằng, trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư Trung Quốc, người dân và rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã vào Đà Nẵng, nhất là tập trung tại quận Ngũ Hành Sơn. Riêng tại Đà Nẵng, từ những năm 2015, hàng chục ngôi nhà trên những tuyến phố, tuyến đường, ven biển và tại những vị trí đắc địa thuận lợi nhất về giao thông và di chuyển đã thuộc về tay của người Trung Quốc. Cần nhắc lại rằng, từng có một phố Trung Quốc ở Đà Nẵng bao vây sân bay quân sự. Gần 10 nhà cao tầng đã được xây dựng trong số hàng trăm lô đất, nghi đã rơi vào tay Trung Quốc ở Đà Nẵng, khiến khả năng phòng thủ và tấn công của sân bay nước mặn bị tê liệt. Đó là những gì mà trên báo chí Việt Nam đã đăng tải từ năm 2015. Báo Genews cho biết, các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã khoanh vùng hàng trăm lô đất ở sát sân bay nước mặn thuộc quận Ngũ Hành Sơn vào diện nghi vấn. Trong hồ sơ, đây là những lô đất do các cá nhân Việt Nam đứng tên, nhưng phía sau lại là do người Trung Quốc. Trao đổi với báo chí Việt Nam, các tướng lĩnh quân đội về hưu đều tỏ ra lo lắng vì đây là vùng hết sức nhạy cảm liên quan đến khu vực an ninh quốc phòng. Chỉ cách các lô đất một bức tường cao khoảng 3 mét là sân bay nước mặn. Mặc dù nơi này đã được đơn vị tư nhân thuê du lịch, nhưng trên thực tế, nó vẫn là sân bay quân sự và thuộc quyền quản lý của vùng 3 Hải quân. Sau khi hợp thức hóa, chủ các lô đất đã xây dựng khách sạn, nhà nghỉ cao khoảng 18 đến 20 tầng. Chỉ cần đứng ở tầng thứ 7, các tòa nhà này đều có thể thế hết mọi hoạt động trong sân bay. Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, vì sân bay vẫn là nơi tác chiến phòng thủ của các đơn vị quân đội. Thiếu tướng Trần Minh Hùng, nguyên phó tư lệnh quân khu 5, lo lắng bày tỏ nếu trong một cuộc chiến hoặc trong những vấn đề tế nhị thì các hoạt động của các đơn vị quân đội hoàn toàn bại lộ dưới những con mắt dò thám. Còn Đại tá Nguyễn Lành, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 375, quân chủng phòng không không quân cho biết, tuyệt đối không được để cho bất cứ cá nhân, đơn vị nào xây dựng các tòa nhà cao tầng cao hơn 12 mét sát sân bay. Theo Đại tá Lành, việc xây các khách sạn sát sân bay như thế này sẽ vô hiệu hóa sức tấn công, phòng thủ của tên lửa, pháo phòng không. Việc cất hạ cánh các máy bay chiến đấu cũng không thực hiện được. Đại tá Lành nói, theo quan sát của tôi, ngay ở sát sân bay có nhiều tòa nhà cao tầng khoảng 50 mét, thì xem như sân bay nước mặn đã bị tê liệt hoàn toàn, không còn khả năng tấn công, phòng thủ tuyến đường ven biển Đà Nẵng. Nhiều chuyên gia quân sự khác cũng nói rằng, cách tốt nhất là chính quyền Đà Nẵng có giải pháp thu hồi lại các lô đất nghi đã rơi vào tay người Trung Quốc. Đất ở sát sân bay không được bán cho bất cứ ai. Nếu rơi vào tay kẻ khác thì rất nguy hiểm. Tuyệt đối không để họ xây khách sạn, lấy vợ sinh con và thành lập phố tàu ở tuyến đường ven biển Đà Nẵng. Thiếu tướng Trần Minh Hùng từng cảnh báo. Nhưng xem ra những lời cảnh báo này không đến tai các lãnh đạo thành phố, những kẻ đã bán hàng chục hecta đất công sản như điển hình Vũ Nhôm và những người trong bộ máy chính quyền hiện nay. Có những khách sạn 5 sao cao khoảng 30 tầng, trong đó có những tòa nhà do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Silver Shores, có giám đốc là người Trung Quốc thực hiện. Dự án này chỉ cách sân bay nước mặn khoảng 50 mét. 8 năm trước, công ty Silver Shores khánh thành đưa vào hoạt động khu du lịch quốc tế với tổ hợp khách sạn 5 sao cùng khu vui chơi giải trí có thưởng casino chỉ dành cho người nước ngoài. Đây cũng là nơi tập trung nhiều người Trung Quốc làm việc. Sau khi xây khách sạn ở sát sân bay, họ chỉ đón tiếp khách du lịch người Trung Quốc. Còn các cá nhân người Việt vào đây thì nhân viên đều đưa ra lý do hết phòng. Biển hiệu các nhà hàng khách sạn ở đây đều có chữ Trung Quốc và các ký tự bằng số rất lạ. Nhiều người lo ngại nếu chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn, thì trong tương lai không xa, ở tuyến đường ven biển Đà Nẵng sẽ xuất hiện một phố tàu. Để kiểm chứng hoài nghi, phóng viên của chúng tôi đã ghé một quán massage thì ngay lập tức bị mời ra ngoài, cùng với những lý do hết sức đéo táo như hết chỗ,
nhân viên bận. Còn bây giờ, phía Trung Quốc lại tiếp tục giở những trò nguy hiểm với lãnh hải của Việt Nam. Cũng cần nhắc lại rằng, an ninh mạng Việt Nam nằm trong một số nhóm những quốc gia có mức rủi ro cao nhất, và các đối tượng tấn công vào mạng của Việt Nam thường lại là những hacker của Trung Quốc hoặc Đài Loan. Cũng cần nhắc lại lời khẳng định tại một hội nghị Thành ủy Đà Nẵng. Mới đây, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc người Trung Quốc núp bóng gom đất ven biển Đà Nẵng, gom các khu đất vàng tại Đà Nẵng. Báo chí Việt Nam từng phát hiện liên quan khu vực Ngũ Hành Sơn, trong thời gian qua đã ghi nhận ít nhất hơn 20 trường hợp người Trung Quốc bơm tiền cho người Việt mua đất. Tại đây cũng đã mọc lên nhiều nhà hàng, khách sạn do người Trung Quốc làm chủ. Như vậy, một khu vực rộng lớn tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn là địa điểm sinh sống làm ăn của người Trung Quốc. Điều đáng nói tại đây, ngoài tiếng Việt được ghi bé xíu trên các biển quảng cáo, phần lớn là chữ Trung Quốc, nhiều người dân, du khách vẫn nhắc đến đây là phố Trung Tộc. Phố Trung Quốc tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Điểu, người từng là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, từng phát biểu rằng họ mua đất trống để làm nhà, khách sạn quy mô hàng chục tầng, diện tích đất không lớn, nhưng sau này cùng ấy có thể ở được cả 100.000 người. Cả khu vực Silver Shore và xung quanh đó hiện nay người Trung Quốc rất đông. Theo ông Điểu nói, cái này nguy cơ ghê gớm lắm. Bây giờ cần phải chờ chủ trương của thành phố, có những công ty mua đất, tôi phải chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiểm tra nguồn gốc, vốn liếng của ai, nhưng cũng khó. Bây giờ cần phải tính toán để khống chế tầm cao, đừng cho họ xây quá cao. Quy mô chỉ làm nhỏ thôi, không cho làm lớn. Về lo lắng này, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn bày tỏ, hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì do văn phòng đăng ký sử dụng đất của thành phố làm. Vấn đề ở đây là người Việt chúng ta đứng tên để hợp thức hóa. Có thể nói, rất khó để mà kiểm tra việc đứng tên phía sau này. Vấn đề bây giờ là phải đảm bảo cho được quốc phòng an ninh. Theo tôi nắm được thì ở đây người nước ngoài chủ yếu là người Trung Quốc. Với những vụ việc liên quan đến tại thành phố Đà Nẵng và như sự việc vừa mới xảy ra, chúng ta rất lo sợ một khả năng phía Trung Quốc sẽ tấn công, và đối tượng chính là tấn công vào mạng an ninh của Việt Nam, mạng quân sự. Và điều đó sẽ dẫn đến một sự tai hại không hề nhẹ, làm hủy hoại cơ sở hạ tầng dữ liệu an ninh quốc phòng quốc gia. Hỡi các lãnh đạo Việt Nam, không biết các ông có thực sự chú tâm đến sự việc này hay không, nhưng nguy cơ là đang diễn ra và đã xảy ra. Hãy cẩn thận với Trung Quốc.